Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Top 11 nữ thần cổ trang thế hệ mới, thần tiên tỷ tỷ Liêu Diệc Phi, xếp thứ 10. Mới đây, người dùng mạng xã hội của Hoa Ngữ vừa tổ chức một cuộc bình chọn nhằm tìm ra những nữ thần cổ trang thế hệ mới được yêu thích nhất trên màn ảnh. Những tưởng cái tên như Dương Mịch, Phạm Băng Băng hay Định Lệ Diệc Ba sẽ chiếm được vị trí dẫn đầu, nhưng trong danh sách đưa ra lại không được nhắc đến. Đáng chú ý hơn, Liêu Diệc Phi, một mỹ nhân có danh xưng là thần tiên tỷ tỷ, cũng phải ngậm ngùi với vị trí thứ 10. 11. Ngô Cẩn Ngôn từng đảm nhận vai phụ mờ nhạt trong nhiều bộ phim, tuy nhiên phải đến với nhân vật Ngụy An Lạc trong Diên Hy Công Lự. Cái tên Ngô Cẩn Ngôn mới được công chúng biết đến nhiều hơn. Sau bộ phim này, nữ diễn viên có tham gia đóng chính trong bộ phim Hạo Lan Truyện. Thế nhưng nhiều người cho rằng nhan sắc của Ngô Cẩn Ngôn không đủ xinh đẹp để được ca ngợi là mỹ nhân cổ trang. 10. Liêu Diệc Phi. Việc Liêu Diệc Phi ở vị trí thứ 10 khiến cho nhiều người hâm mộ cũng như khán giả phải bức xúc. Nữ diễn viên được coi là tượng đài nhan sắc trong những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, nhất là sau hai dự án cổ trang là Thần Điêu Đại Hiệp và Thiên Long Bát Bộ. Liêu Diệc Phi được khán giả ưu ái đặt cho danh xưng thần tiên tỷ tỷ, có ai có thể bị kịp với phong thái thần tiên thoát tục, khí chất thiên tiên của Liêu Diệc Phi. Chính vì thế nhiều người cho rằng cô nên ở một vị trí cao hơn. 9. Trương Thiên Ái. Với việc đảm nhận vai nữ chính trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Trương Thiên Ái để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng với tính cách tân tẩn hoạt bát, sau bộ phim đó cô có cơ hội đóng cặp với Dương Dương trong Vũ Động Càn Khôn. Thế nhưng để nói đến hình tượng mỹ nhân cổ trang thì Trương Thiên Ái dường như vẫn chưa đủ, bởi khuôn mặt của cô phù hợp với tạo hình hiện đại hơn là cổ trang. 8. Bành Tiểu Nhiễm. Bành Tiểu Nhiễm là một cái tên còn khá mới mẻ trong làng giải trí Trung Quốc. Trước khi nổi tiếng với nhân vật công chúa Tây Lương, Tiểu Phong trong Đông Cung, cô chỉ được biết đến là gà cưng của Phạm Băng Băng. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, nữ diễn viên còn khiến cho nhiều người mê mẩn vì nhan sắc quá độ xinh đẹp. Chính vì thế, chỉ với đóng một bộ phim duy nhất mà cô đã được lọt vào danh sách những nữ thần cổ trang thế hệ mới. 7. Angela Barbie. Tuy không được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng không ai có thể phủ nhận được nhan sắc xinh đẹp hút hồn của Angela Barbie trong tạo hình cổ trang. Thậm chí có nhiều người từng thừa nhận rằng xem phim bà xã Huỳnh Hiểu Minh chỉ để ngắm nhìn nhan sắc của nữ diễn viên. Cô nàng từng gây sốt với ngoại hình lung linh ở một số bộ phim như Vương Trung Ca, Địch Nhân Kiệt, Thần Đô Long Vương. 6. Triệu Lệ Dĩnh. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, Triệu Lệ Dĩnh để lại cho khán giả nhiều ấn tượng trong nhiều bộ phim hiện đại lẫn cổ trang. Trong đó, những tạo hình cổ trang đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh phải kể đến các phim như Sở Kiều Truyện, Tục Sơn Chiến Kỳ, Chi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ, Hoa Tiên Cốt, Tru Tiên, Thanh Vân Chí và gần đây nhất chính là Minh Lan Truyện. Mặc dù vấp phải nhiều tin đồn không hay, nhưng với diễn xuất ngày càng tiến bộ, những bộ phim cô tham gia đều đạt thành tích cao. 5. Đường Yên. Khác với Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên sở hữu nhan sắc ngọt ngào và có phần sắc sảo. Điều đó giúp cho cô có nhiều vai diễn biến hóa đa dạng trong dòng phim cổ trang. Một số nhân vật cổ trang xinh đẹp của mỹ nhân họ Đường như Tử Huyên, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Ba, Ngọc Kỳ Lân, Kim Ngọc Lương Duyên, Tử Hà Tiên Tử, Đài Thoại Tây Du Ba, Lý Vị Ương, Cẩm Tú Vị Ương. 4. Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi sở hữu gương mặt nhẹ nhàng, đôi mắt mang mát buồn, nên cô rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Những bộ phim cổ trang của Lưu Thi Thi gây được ấn tượng mạnh với khán giả như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Ba, Tân Anh Hùng Xà Điêu, Bộ Bộ Kinh Tâm, Nữ Y Minh Phi Truyện. Ở mỗi vai diễn, cô mang đến nhiều khí chất khác nhau, lúc thì dịu dàng thuần khiết, cũng có lúc nhí nhảnh đáng yêu. 3. Dương Tử. Một nữ thần cổ trang nằm ở vị trí top 3 chính là Dương Tử. Phải nói rằng trong 2 năm trở lại đây, nữ diễn viên sinh năm 1992 thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả thông qua các dự án phim đình đám. Trong đó phải kể đến một số bộ phim cổ trang như Tru Tiên, Thanh Vân Chí, Hương Mật Tựa Khó Xương, Thiên Chi Cây Bạch Xà Truyền Thuyết, sự đôi mắt to tròn cùng với lối diễn tinh tế đầy xúc cảm. Nàng tiểu hoa này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai tới. 2. Trần Ngọc Kỳ. Cũng giống với Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ là một cái tên còn khá xa lạ với khán giả cho đến khi cô đảm nhận vai quần chúa Triệu Mừng trong Tân Ỵ Thiên Đồ Long Ký.
Tuy kịch bản bộ phim bị chê bai, nhưng đây chính là lúc để gà cưng của Đường Yên có cơ hội tỏa sáng. Hơn nữa nhan sắc của cô nàng cũng rất phù hợp với dòng phim cổ trang. Vậy nên nữ diễn viên sinh năm 1992 đang được nhiều nhà làm phim săn đón. 1. Cúp Tình Y. Bỏ qua nhiều diễn viên có tên tuổi khác, Cúp Tình Y giành được vị trí quán quân trong danh sách nữ thần cổ trang này. Trước đó, cô nàng được biết đến với vai trò là một thành viên của nhóm nhạc SNH48. Trong thời gian gần đây, mỹ nhân 4.000 năm có một còn tích cực tham gia vào nhiều bộ phim cổ trang như Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình mong manh, Cúp Tình Y rất phù hợp với những tạo hình cổ trang đẹp mắt. Thế nhưng các nhân vật của nữ diễn viên bị chơi nhầm chén, không có sự thay đổi, làm mới và diễn xuất của cô lại không được đánh giá cao. Mặc dù xinh đẹp là thế, nhưng với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mỹ nhân cổ trang thì có vẻ như Cúp Tình Y vẫn chưa đủ tầm. Hiện tại bảng xếp hạng này vẫn gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh việc có người đồng tình với một số vị trí thì cũng không ít người lên tiếng phản đối.